Dạ, xin kính chào với cô chú anh chị thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em trở lại với chỗ vườn mai của anh Liêm, chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một số cây như là cúc thọ hương ha, với lại mai dẫu ghim hết cô chú anh chị. Những cây tàn lớn là thuần bồn cũng có luôn nha cô chú, một số loại bonsai mình để về cũng có luôn ạ. Em xin phép được vô clip luôn nha cô chú anh chị. Dạ, xin chào anh Liêm ơi. Chào Phương ha. Dạ, con xin kính chào quý cô bác chị xa ha. Hôm nay con tiếp tục hành lý ha cô chú. Hành lý lô mai tàn ha, không cao ha. Lô này gồm có 10 cây ha. Và 4 cây tàn theo mã số ha cô chú và cây khế ha. Dạ. Dạ, con xin phép vào clip ha. Và mã số 1 ha cô chú. Là một cây mai tàn ha, một cốt ha. Chiều cao nó là 3,5 m ha. Cái này cây sù ha. Này con bán lô này ha, con phân lô ha cô chú. Lô này 10 cây. Được 31 quạnh ha. Cây thường bồn ha. Cốt cạnh thì con đã chỉnh sửa một nút dây ha. Cây này sù rất nhiều nha cô chú. Cây đang sù mạnh lắm. Mấy cái nó gạch chạy. Từ dưới lên trên luôn ha. Cốt cạnh thì con đã chỉnh được một nút dây rồi. Cốt cạnh đều tứ diện hết. Cái này cũng có chi đều luôn rồi cô chú anh chị ha. Cao 3,5 m ha. Cô chú anh chị mình nhìn bằng đế giúp em ha, đế gãy rụa cái lông ra quá trời luôn rồi. Lô này gồm có 10 cây, mua cây 10 cây mà có cây cuối là cây tặng dù hoành lớn luôn ha. Con bán lô này là 10 cây là 50 triệu hả cô chú. Bao ship cho cô chú mình trong bán kính là 200 cây số luôn ha. Nói chung là cốt cành thì nó đều hết trơn, không có chống mặt nào hết. Rồi cây đầu clip là mã số 1 nha cô chú anh chị, này cũng có nút nụ ở trên luôn rồi ha. Cái cây này về cô chú mình lên bồn là chơi vô chậu rồi chơi bông luôn cô chú ơi. Yeah. Nụ cũng khá nhiều. Em thấy cô chú. Cũng là cây trực ha, một gốc ha. Cây này cũng là cây sù luôn ha cô chú. Chiều cao cây này tầm khoảng 4 m ha. 4 m hơn cô chú. Cũng là cái sù luôn ha, sù bị bể rất là nhiều luôn, từ dài dài tới đọt luôn cô chú. Quành cái này được 35 ha. Cái này là con thần bồn được hơn năm rồi cô chú. Cái này đế cũng bỏ đều nha cô chú anh chị, tứ diện luôn ha. Sù. Cao 4 m. Tàn ngang nó thì khoảng 1 m ha. 1 m. Chung mấy cây này là từ cái phôi nuôi ra ha. Rồi, cây số 2 nha cô chú anh chị, tiếp theo cây số 3. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 này cũng khoảng 4 m cô chú ơi. Tán ngang 1,5 m. Để nơm luôn. Cái này nó nằm trong cái chậu, nhưng cái chậu nó bị bể nha cô chú. Hoành 29 ha. Để nơm mà còn rễ chà bá nữa luôn cô chú. Bự bự không à. Thử rễ. 15 ha. Dạ. Chậu này mới bể nha cô chú, ấy thì con không có giao chậu được kìa cô chú. Cây này nếu đo chuẩn ra khoảng 4,5 m luôn. Con cao cô chú anh chị, mình thích con cao mình có thể trang cặp với số 2, số 3 rồi có mấy cô chú anh chị. Nói chung lô này nó 9 cây là nó cái dáng nó vô cặp được hết trơn. Dạ. Rồi em đã cây luôn ha. Mã số 4 cây này nó cao khoảng 3,5 m ha cô chú. Đế cái này dạng như đế quái ha. Lúc nụ thì quá trời nụ luôn. Chiều cao 3,5 m nha cô chú. 3,5 m.
Nụ dữ lắm nụ. Chung lô này là con bao cô chú mình ha, bông từ 5 tới 9 cánh ha, mà bông đẹp ha cô chú. Đấy này nó cũng quái quái đó nha cô chú chị nha. Có ghế cắm này đầy đủ ha. Dạ. Hoành được 32 ha cô chú. Dạ, 32 hoành. Toàn bộ là cái thằng bồn hết. Cao 3,5 m. Mã số 5 luôn hả cô chú? Mã số 5 cái này cao khoảng 5 m hả cô chú? Quá trời luôn cô chú, cao quá trời. Cốt cành thì đều tứ diện ha, không chống mặt nào nha. Bông đẹp luôn. Mặt bông nè. Bông gió nè. Mấy cánh vậy? 6 cánh. Dạ, 6 cánh. Cánh tròn ha, cánh thích ha. Này dáng nó hơi siêu siêu anh hả? Hơi siêu nhẹ. Dạ. Hơi lắc nhẹ xíu. Ờ, đế lâu luôn nha mấy cô chú anh chị. Hoành được 34 ha. Dạ, 34. Đế thì cũng bỏ đều hết hả cô chú. Hàng này cô chú mình có sân vườn rộng, mình nuôi bỏ xuống vài năm là lên tiền nha cô chú. Không cao. Cao 5 m. Mã số 5. Mã số 6 cây này cao 4,5 m ha. Tặng ngang 1,5 m. Đế bài ha, đế đều do luôn ha. Cao 4,5 m, ngang 1,5 m. À có mặt bông luôn. Có mặt bông luôn. Chung coi cây nhà cây con thấy mặt bông cũng mới dám bao cô chú. Con hiện tại nè, 6 cánh nè. Cái này đế bài luôn cô chú. Đế bài tròn do luôn. Hoành được 28. Dạ. Cao 4,5 m, ngang 1,5 m. Mặt số 6. Nó cũng hơi, thân nó cũng hơi lắc nhẹ ha. Cây tàn thông mã số 6 luôn đó cô chú anh chị. Số 6, số 7, số 8 này cô chú chơi bộ 3 được. Tại vừa cao nó ngang nhau luôn, 4,5 m. Mã số 7. Mã số 7 cao 4,5 m, tán ngang 1,5 m luôn. Cây này cây sầu hết cô chú. Cây này nút nụ cũng quá trời luôn đó cô chú, nụ kích kịch luôn ha. Đế thì đều hết trơn ha, không có chống mặt nào nha cô chú. Sụ lên cục cục cũng ha. Hoành được 39. Để bài ha. Sụ. Mấy hàng này về cô chú mình thả cái bồn bự bự xíu nữa là lớn gần 2 năm tháng nha cô chú. Trực lắc cốt cành tứ diện. Mã số 7. Số 7. Số 6, số 7, số 8, ba cây này là chiều cao nó đều 1,5 m hết. Rồi. Mã số 8 cao 4,5 m, ngang 1,5 m. Cũng là cây sầu luôn ha. Cây đang lên sầu. Cao luôn hả? Ngang 1,5 m, cao 4,5 m. 40 hoành. Dạ. Bông mặt bông còn. Đế thì đều hết.
nút lộ là thích giật luôn á, tôi thấy đường nào. Nói chung lô này chỉ có 2 cây là nó cao khoảng 3 mét rưỡi thôi, còn nhiêu là nó 4 mét ăn lên không. Trái rồi. Tiếp theo là cây số 8. Rồi, tiếp theo là mã số 9. Dạ, số 9. Cũng là cao 3 mét rưỡi hay cô chú. Toàn ngang nó 1m1. Mua cái mai tặng cái ớt luôn ha. Ừ. Ớt gà 120 rồi. 120kg rồi. Nói chung hàng thần này về cô chú mình chăm sóc rất là nhẹ công cô chú. Hoành 35. Dạ, 35 hoành cho cô chú chị đế này cũng sáng luôn. Về cô chú nuôi nó khỏe lắm, tại vì nó đã thần sẵn nè. Mua cái nó ướt. Đấy, mình mở đều hết trơn. Em là số 9 nha, mã số 9. Số 10 hả cô chú, là cây cuối cùng của cái lô 10 cây ha. Bữa nay nó ra xum xê rồi cô chú ơi. Tược này ra xum xê cho nè. Dạ, phơm tàn dù luôn nha cô chú anh chị. Cây này cao khoảng qua 3 mét rưỡi ha. Tán ngang nó khoảng 3 mét cô chú ơi. Dạ. Đấy thì đều ha, 24 giờ luôn. Thoát thân 1m35. Biết bài luôn nha cô chú anh chị. Biết bài. 10 cây 50 triệu cô chú ơi. Hoành được 45. Dạ. Để ra tới đây nãy ha. Đường kính nó được 80-90. Chung cây này đó mua đem về là nó đã thần bồn sẵn rồi. Mới trồng chưa được số này chưa được tháng. Hẳn em quay đặt rồi là nó mới về xuống. Này cô chú mình về chơi phối chơi kiểu bằng trà rồi ngon lành hết cô chú. Bằng dù ha, chơi bóng mát luôn ha. Em đổi cây luôn anh ha. Rồi tiếp theo là mã số điểm tính sao ta? Dạ 11. 11 ha. Cái này cao 2m8 ha cô chú. Dạ. Ngang 1m5. Chặt xíu cô chú thông cảm như vậy ha. Cái này con bao cho cô chú mình chơi Tết ngon lành luôn ha. Nụ thì con bao cô chú mình đặt kẹo hết trơn nha. Nụ dữ dằn nụ luôn cô chú. Số 11 nha quý cô chú anh chị. Cây này làm như nó bị bơ ấy cái mất viên rồi, cái giờ nó 34. Hoành 34 hả cô chú? Đấy nó cũng quánh quá lắm nha quý. Đấy là nhìn cái mặt này nó là rợ như thú thôi cô chú. Cái này nãy anh nói cao nhiêu ạ? À? Cao 2m8, ngang 1m5. Cây này là cây giảo ha. Nụ nút thì nó vừa Tết luôn cô chú ơi. Nụ dữ lắm nụ. Nên mà Tết mà lãi ra cái vòng chạy không nổi cô chú. Bàn chạy mệt luôn nha mấy cô chú anh chị. Là nút dữ. Nút là thích luôn nha. Số giá là 10 triệu ha. Dạ 10 triệu
Dạ, 10 triệu nha quý cô chú anh chị, mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. Chiều cao cái này là khoảng 4 mét hả cô chú? Ngang khoảng 1m8. Cái này là cái vỏ lá gai ha. Toàn thông lớn luôn á cô chú anh chị, phông rất là cao nha. Vỏ lá gai hả cô chú? Tính 3 mét rưỡi đi cô chú ơi, cho nó về cho nó chuyện hao cô chú nhiều nhiều. 3 mét rưỡi đi. Ngang 1m8. Này đế đều ha. Nhà này hay cũ. Đã cũ đế. Đã cũ. Hoành 42. Dạ. Cái cũ đo vậy là 60 nè, đặt kẹo luôn ha. Cái chỗ cái cũ tròn cái banh vậy. Thoát thân 34. Cao 3,5 m, ngang 1,8 m. Cái này là cây giảo nha cô chú, giảo ghim nha. Rồi, rồi mã số 12 con xin cho cô chú giá là 17 triệu ha. Dạ. Số 13 hả cô chú. Cây này chiều cao nó 1m8 ha. Ngang là 1m5. Cây hiện tại đang nằm trọng 1m. Cây này để đều luôn thôi chú, để đẹp luôn nha. Hoành được 40. Dạ, 40 hoành. Nó cũ tròn dình luôn. Nguyên củ đặt cũng được 140 hả cô chú. Rồi chưa hết cái củ luôn. Cái này nó đang bể xù. Một nút thì cũng khá nhiều đó chú. Bông nằm 79 mà bông đẹp. Cánh khích. Bông to cánh khích. Cây này nụ dữ lắm, nụ quá cô chú anh chị. Mã số 13 nha quý vị. Dạ, mã số 13 con cho cô chú giá là 9 triệu rưỡi ha. Dạ. Dạ, 9 triệu rưỡi. À. Em đổi luôn nha. Chiều cao 1m8 ha cô chú. Ngang 1m5. Xe dùng tài cô chú mình xem ha. Rồi, cái thường thân lắc rất là khéo luôn nha cô chú anh chị. Cốt cành đóng rất là chuẩn thôi chú. Đúng tiền thật nha. Hai cành nhạo luôn ha. Cốt của đóng rất là đẹp luôn chú. Dán quần ngăn nha. Đế, nguyên gỗ đế nó là nó xù và me hết trơn thôi chú. Đế nó lực bốn xuống. Đế nó bậm xuống. Nó gọn. Cây hiện tại đang nằm trụ 8 ha. Mà neo được 42 ha. Dạ. Chạc xuống. Chạc xuống ngay câu rễ nữa ha. Này nó 45 ha cô chú. Cái củ đông đặc của nó vậy là được 112 ha. Đó là gì nó hơn. Cái này tham khảo. Thoát thân tới câu rễ đó đúng 1 mét ha cô chú. Cái đang nằm chỗ 8. Cây này nè bông nó 5, 7, 9, có 12 cánh luôn ha. Con có chụp hình một bông luôn hả cô chú. Cô chú nào hợp nhãn thì kết bạn Zalo con gửi hình cho cô chú mình xem ha. Cây này con bao cô chú là có 12 cánh luôn. Bông cũng bao đẹp. Cây này cây green ha, không có ghép ha. Dạ. Đó, mình tiền. Giao giá bao nhiêu vậy? Cây này con giao lô giá là 14 triệu 500 ngàn ha. Bao ship cho chú mình trong 200 km luôn. 14 triệu 500 ngàn.
Khế thành phẩm hả cô chú? Khế chua ha. Chiều cao cây này là 3,5 m. Tán ngang khoảng 1,8 m. Đang cho trái luôn ha. Khế chua, chua lẹ chua lét luôn. Tay cành lực mà nhạo luôn. Trái nè. Đang ra trái nè ha. Trái nhiều lắm. Để được bao khủng cho cô chú mình luôn ha. Cây này rất là già cô chú, lâu năm ha. Vậy mà nó có bộ đế nơm nha cô chú. Cây này là cây thần nha chú, thần chứ không phải là cây rừng nha cô chú. Bứng lên bứng xuống nhiều lần ha. Đó hình thân luôn. Quỳnh nó được 73 ha. Số nôm hiện tại của nó là 80 ha cô chú. Cái đường kính ngang nó là 114. Kính ngang màu đế. Cái này con bao cô chú mình là nó nôm, nếu mà con khui cái bồn này ra là nó nôm xuống đúng khoảng 1 m ha. Tại vì cây này đó con bứng đem về là con trồng chạch, con không có kê. Rễ nó tuôn xuống tới cái be này luôn. Trong hình cô chú thấy vậy nhưng mà ở ngoài bao khủng ha. Cốt cành thì qua nhạo cũng sửa cũng lâu hết cô chú. Cốt cành to rồi. Cành con leo thoải mái luôn. Cốt nó được, cốt mọng được 24. Trái vừa lắm trái thôi chú. Đó, trái nè. Cái trái không? Cao 3,5 m, ngang 1,8 m. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Dạ, cây khế mã số 15 mà cô clip con giao luôn cô chú giá là 24 triệu ha. Dạ. Con bao ship trong bán kính là 200 cây số ha cô chú. Cô chú hợp nhãn vô lòng liên hệ con qua số điện thoại 0939619278 ha. Cây con là bằng cây chính chủ ha. Con cảm ơn cô chú ha. Dạ rồi. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú gì ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ.